Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tìm hiểu về phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Dần. Tháng 10 âm lịch, tháng Đinh Hợi, sát chủ ngày giờ Dậu, thụ tử ngày giờ Thân, nguyệt phá ngày giờ Tỵ. Trước khi chúng ta cùng đi tìm hiểu những ngày tốt của tuổi Dần thì cần phải loại bỏ những ngày xấu. Trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Dần có những ngày xấu như sau. Đầu tiên là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương là ngày xấu, cần kỵ, cưới hỏi. Trong đó có ngày mùng 3 âm lịch là ngày Giáp Tý. Ngày mùng 7 âm lịch là ngày Mậu Thìn. Ngày 13 âm lịch là ngày Giáp Tuất. Ngày 18 âm lịch là ngày Kỷ Mão. Ngày 22 âm lịch là ngày Quý Mùi. Và ngày 27 âm lịch là ngày Mậu Tý. Đây là những ngày Tam Nương cần phải tránh. Tiếp theo là ngày Con Nước. Ngày Con Nước rơi vào ngày 11 âm lịch là ngày Nhâm Thân. Ngày 11 âm lịch là ngày Nhâm Thân. Ngày 25 âm lịch là ngày Bính Tuất. Tiếp theo, ngày Nguyệt Phá gồm có những ngày Tỵ. Tất cả những ngày Tỵ là ngày Nguyệt Phá đều là ngày xấu. Xung tuổi là những ngày Thân, đều là những ngày xấu. Trong đó có ngày 11 Nhâm Thân đã xấu rồi, chỉ còn ngày 23, ngày Giáp Thân cũng là ngày xấu. Ngày Dương Công Kỵ là ngày 23 âm lịch, trùng với ngày Giáp Thân, ngày xung tuổi. Ngày sát chủ gồm những ngày Dậu, tất cả những ngày Dậu đều là ngày sát chủ, là ngày xấu. Trong đó có 12 âm lịch là Quý Dậu và 24 âm lịch là Ất Dậu. Thụ tử gồm những ngày Thân là những ngày xấu, cùng với ngày xung tuổi nên đã bị loại. Thiên địa chuyển sát gồm có Bính Tý và Nhâm Tý. Trong đó tháng 10 âm lịch thì chỉ có ngày Bính Tý là ngày 15 âm lịch. Quý vị thân mến, đây là những ngày xấu trong tháng 10 âm lịch đối với tuổi Dần. Sau khi tìm hiểu những ngày xấu cần tránh, chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể về những ngày tốt. Giáp Dần sinh năm 1974 có những ngày thần tài là ngày Dần. Giáp Dần sinh năm 1974 có những ngày thần tài và ngày quý nhân là ngày Dần, Sửu và Mùi. Trong đó, ngày Dần gồm có những ngày mùng 5 âm lịch Bính Dần, mùng 5 âm lịch Bính Dần, 17 âm lịch Mậu Dần và 29 âm lịch Canh Dần. Sửu và Mùi. Sửu có ngày mùng 4 âm lịch là Ất Sửu, 16 âm lịch là Đinh Sửu, 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Mùi thì còn lại ngày mùng 10 âm lịch. Tiếp theo, Lộc Tồn Quý Nhân có nghĩa là thần tài và quý nhân của Bính Dần sinh năm 1996 gồm có những ngày về tuổi Tỵ, Dậu và Hợi. Trong đó tuổi Tỵ trùng với Nguyệt Phá không được. Dậu gồm có những ngày 24, 12 trùng với ngày sát chủ cũng không được, chỉ còn những ngày Hợi. Trong đó có mùng 2 âm lịch là Quý Hợi, 14 âm lịch là Ất Hợi và 26 âm lịch là Đinh Hợi. Mậu Dần sinh năm 1998 có những ngày thần tài và quý nhân là những ngày Tỵ, Sửu và Mùi. Tuy nhiên, Tỵ trùng với ngày Nguyệt Phá không được. Sửu thì có ngày mùng 4 âm lịch là Ất Sửu, 16 âm lịch là Đinh Sửu và 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Những ngày Mùi còn lại gồm có ngày mùng 10 âm lịch. Canh Dần sinh năm 1950 và 2010 có những ngày thần tài và quý nhân là ngày Thân, Sửu và Mùi. Trong đó ngày Thân là xung tuổi không được. Ngày Sửu gồm có mùng 4 âm lịch Ất Sửu, 16 âm lịch Đinh Sửu và 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Mùi thì có ngày mùng 10 âm lịch là ngày Tân Mùi.
Cuối cùng là Nhâm Dần, sinh năm 1962. Nhâm Dần có những ngày lộc tồn và quý nhân là ngày Dậu, Ngọ và Dần. Trong đó, ngày Dậu là ngày sát chủ, không hợp. Ngày Ngọ gồm có những ngày mùng 9 âm lịch, Canh Ngọ và 21 âm lịch là Nhâm Ngọ. Dần thì có ngày mùng 5 âm lịch Bính Dần, 17 âm lịch Mậu Dần và 29 âm lịch là Canh Dần. Đây là những ngày thuộc thiên can có lộc tồn và quý nhân, thần tài hỗ trợ. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với địa chi của tuổi Dần. Địa chi của tuổi Dần nhị hợp và thiên mã, hợp với Hợi và Thân. Trong đó, Hợi có những ngày 14, 26 âm lịch và ngày mùng 2. Đây đã có rồi. Ngày mùng 2, ngày 14 và ngày 26. Ngày mùng 2, 14 và 26 âm lịch. Mùng 2, 14 và 26 âm lịch. Đây là những ngày Hợi, còn ngày Thân. Ngày Thân thì trùng với xung tuổi nên chúng ta không có ngày đẹp. Trên đây là những ngày tốt của tuổi Dần vào tháng 10 âm lịch năm 2020. Chúng ta cùng tổng quan lại. Sắp Dần, sinh năm 1974 thì có những ngày đẹp là ngày mùng 2 âm lịch, mùng 4 âm lịch, mùng 5 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 14 âm lịch, 16 âm lịch, 17 âm lịch, 26 âm lịch, 28 âm lịch và 29 âm lịch là những ngày đẹp. Bính Dần, sinh năm 1996 thì có ngày mùng 2 âm lịch, ngày 14 âm lịch, ngày 16 âm lịch. Mậu Dần, sinh năm 1998 thì có ngày mùng 2 âm lịch, mùng 4 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 14 âm lịch, 16 âm lịch, 26 âm lịch và 28 âm lịch. Canh Dần, sinh năm 1950 và 2010 có ngày mùng 2 âm lịch, mùng 4 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 14, 16, 26 và 28 âm lịch. Nhâm Dần, sinh năm 1962 có ngày mùng 2, mùng 5, mùng 9, ngày 14, 17, 21, 26, 29 âm lịch. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch của tuổi Dần. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!